Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 1 tới câu 8. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Nhân nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhân nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con, cũng như nhân nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy, ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy mà lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con xin nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Kính thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu đưa ra tiêu chuẩn để phân định hiệu quả của người môn đệ. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là các con sinh nhiều hoa trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Chúng ta, trong tư cách người môn đệ, được mời gọi để thực thi điều này. Nhưng làm thế nào để trổ sinh hoa trái? Đó vẫn là một thách đố cho chúng ta. Bản văn tin mừng Chủ nhật tuần này gợi nhắc cho chúng ta cách thức để trổ sinh hoa trái, hay nói cách khác, cách thức để tôn vinh Chúa Cha qua con đường hiệp nhất với Chúa Giêsu và sống yêu thương. Trước hết, con đường hiệp nhất với Đức Giêsu. Hiệp nhất với Đức Giêsu là sự sống còn của người môn đệ. Ngoài thầy ra, các con không thể làm được gì. Con đường hiệp nhất với chính Ngài là ở lại trong Ngài. Nói cách khác, đó là sự kết hợp với Ngài bằng mối dây tình yêu và sự sống. Nhờ Ngài mà người môn đệ được dẫn đến kết hiệp với Chúa Cha. Điều này cũng có nghĩa là xa lìa Chúa Giêsu là dấn thân vào chỗ chết. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Hiệp nhất với Đức Giêsu là chấp nhận đi vào trong tiến trình của thanh luyện bởi Chúa Cha và trong Chúa Giêsu. Đó chính là tiến trình chịu cắt tỉa để trổ sinh hoa trái trong Ngài. Bởi lẽ, sự hiệp nhất với nguồn cội của sự thánh thiện luôn đòi buộc tuôn chảy trong dòng chảy của sự thánh thiện. Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Ngành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn ngành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Người môn đệ đích thực khi gắn kết với nguồn cội của sự thánh thiện sẽ kính múc sức sống mới từ chính nguồn thánh thiên này. Nói cách khác, khi đi vào trong tiến trình của cuộc hiệp nhất với Đức Giêsu, người môn đệ đi vào trong tiến trình đổi mới sức sống tâm linh của mình cách trọn vẹn nhất trong Ngài và trong Cha. Cuối cùng, con đường đi vào trong sự hiệp nhất với Đức Giêsu
được kiểm chứng bằng hoa trái phát sinh nơi người môn đệ. Đó cũng chính là cách thức biểu lộ vinh quang của Chúa Cha giữa thế giới. Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con xin nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy. Bởi cuộc thanh luyện của Cha và bởi nguồn lực sự sống thần linh của Chúa Giêsu, người môn đệ sẽ trổ sinh những hoa trái đích thực trong đời sống thiêng liêng của mình và đi vào trong tiến trình viên mãn trọn hảo của đời sống. Thứ hai, con đường thương yêu nhau. Sự viên mãn trọn hảo của đời sống của người môn đệ Đức Giêsu chính là tiến trình của yêu thương. Thánh Gioan trong thư thứ nhất của Ngài đã gợi nhắc chúng ta. Đó là tiến trình yêu thương bằng hành động. Chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Nói cách khác, Thánh Nhân gợi nhắc chúng ta rằng tiến trình trổ sinh hoa trái từ việc hiệp nhất với Đức Giêsu không phải là một mớ lý thuyết suông, nhưng đó chính là một cuộc dấn thân cùng với cộng đoàn trong Chúa Giêsu Kitô với tất cả sự chân thật. Kế đến, sự dấn thân vào trong tiến trình đến cùng Thiên Chúa đòi người môn đệ một thái độ tin tưởng và kết hợp trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Chúng ta phải tin vào Thánh Danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô và phải thương yêu nhau như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta. Đó là Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Sự dấn thân tin tưởng này cũng hàm chứa sự gắn kết trong Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, đó là sự dấn thân trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Cuối cùng, Thánh Phaolô trong bản văn công vụ tông đồ còn gợi nhắc chúng ta, con đường dấn thân yêu thương và tin tưởng còn là con đường của mạo hiểm, dám lên tiếng cả khi mọi người không hài lòng. Tình yêu và sự tin tưởng thực sự sẽ giúp người môn đệ có đủ can đảm để vượt qua mọi rào cản của nghi ngờ và ghen ghét, để làm trổ sinh hoa trái như một con đường để tôn vinh Chúa Cha. Kính thưa quý vị và các bạn, niềm vui phục sinh vẫn đang tiếp tục trong hành trình đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Thế nhưng, niềm vui này chỉ có thể trở nên trọn hảo khi chúng ta tiếp tục cho tiến trình hiệp nhất với Đức Giêsu qua con đường thanh luyện, yêu thương và tin tưởng. Tiến trình này chỉ có thể thực hiện được bởi Chúa Cha và Thánh Thần trong Chúa Giêsu. Mỗi chúng ta đã sẵn sàng để Thiên Chúa thực hiện tiến trình này trong đời sống đức tin của chúng ta chưa? Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi chúng con tiếp tục được tháp nhập vào trong Chúa như nhành nho gắn liền với cây nho là chính Ngài, để chúng con có được sự cắt tỉa và được sinh hoa kết trái. Xin cho nguồn lực thánh thiêng chúng con nhận được từ nơi Chúa giúp chúng con biết dấn thân cho một tình yêu không mỏi mệt và đầy tin tưởng, để chúng con có thể mạo hiểm loan báo niềm vui này cho anh chị em chúng con.
Amen.